đây là cái cơ sở nó vừa là nguồn mềm mà của thành, cho nên nó mang cái đặc tính của các cấu trúc của mô mềm nói chung, rồi nhất là của lớp da, lớp mỡ dưới da mà chúng ta hay bỏ quên. Nếu mà chúng ta làm siêu âm, mình ta chỉ sử dụng cái đầu cọ cong, cái phần đầu cọ cong, cái phần gần phía đầu cọ, chúng ta lại bỏ quên. Thì trong cái bài này, tôi muốn nhấn mạnh một số cái để anh chị và có cơ sở đi thực hành. Khi mà mình làm thì mình sẽ để ý đến nó, sử dụng kỹ thuật như thế nào, những cảnh quan ra sao. Đó là nội dung trên cơ sở của cái bài trình bày các anh chị. Hôm nay tôi sẽ trình bày các anh chị tới khoảng 3:15 thì chúng ta sẽ nghỉ. Cái chỉ định của siêu âm mô là thì thông thường đó thì cái siêu âm là bụng, nếu mà không có những dấu hiệu gì chỉ điểm đó, thì mình không có cần thiết phải để ý tới nó. Nhưng mà không để ý tới nó thì lại có những cái hay bỏ quên, thậm chí là bỏ sót. Lý do chúng ta nói là khi mà siêu âm thành bụng đó thì các chị hay để ý tới những cái tạng ở phía sâu hơn ở bên trong. Cái thứ hai nữa là bởi vì cái đầu cọ cong của mình thường là cái siêu âm bụng đó, thì nó lại cái phần gần là cái phần da mở dưới da cũng như là cơ của bụng đó, mình không quan sát rõ được bằng cái đầu cọ cong, bởi vì cái độ phân giải của đầu cọ cong thì nó kém và chủ yếu tính xuyên thấu của nó, cho nên ở cái phần nông sát cái đầu cọ hay bỏ sót. Thì thông thường cái siêu âm của thành bụng thì mình sẽ khảo sát nó. Đầu tiên mình thấy khi mà có một khối u bụng sợ thấy thì cái siêu âm sẽ giúp cho mình xác định, ví dụ bệnh nhân đến với mình hàng viện có một cái khối nó nổi lên ở bụng, có thể là khi cử động hoặc là khi thay đổi tư thế hoặc là ở một cái tư thế đặc biệt nào đó, ví dụ như bệnh nhân ho, bệnh nhân tăng cầu, bệnh nhân chạy nhảy nhiều dần dần nó xuất hiện, nằm nghĩ nó biến mất. Thì cái ở đây để nói lên rằng cái triệu chứng cơ năng là một cái yếu tố cần phải tham khảo. Ví dụ như có những cái khối phòng ở vùng bẹn hoặc ở vùng rốn hoặc là ở tầm vùng trước, thậm chí là tầm vùng sau, khi mà chúng ta chạy nhảy hoặc là ho ở những người mà COPD, nhất là COPD lớn tuổi, mình phổi tắc nghẽn mãn tính, các cơ nó yếu thì nó hay có những thoát vị, mà những thoát vị đó chỉ có chỉ hình thành, nó chỉ thấy được khi mà chúng ta khi mà một người bệnh có một cái yếu tố thuận lợi, ví dụ như ho hoặc sặc hoặc là chạy nhảy hoặc đi đứng nhiều, nhưng mà khi nằm nghỉ nó biến mất. Tuy nhiên thì trong cái khối phóc vị, thậm chí là có những trường hợp khi nằm nghỉ nó không biến mất, có thể nó nhỏ đi mà thôi, chứ nó không có biến mất thì nó tạo nên những khối. Cho nên là khi mà thấy được bệnh nhân đến mình hàng kỳ có một khối ở bụng, khối đó có thể là khi nằm và còn thấy, khi có một cái tư thế, một cái yếu tố thuận lợi nào đó mới thấy, thì cái yếu tố về mặt những cơ năng chúng ta khai thác là quan trọng, giúp cho mình chẩn đoán rất nhiều. Thì khi mà có một cái khối đó, dù nó đang tồn tại hay là nó mất đi, thì mình cũng cần phải xác định nó là cái khối đó nó nằm ở tại thành bụng hay là nằm trong ổ bụng. Và khi khối thì phải xác định cái bản chất của nó là dạng gì, khối dạng đặc, khối dạng nang hay khối chứa các tạng của trong ổ bụng. Thì ngoài ra những cái tổn thương khác ở tầm bụng cũng có thể phát hiện được cách tình cờ, ví dụ như ở những bệnh nhân bị những cái bướu mỡ, những bướu bã có thể là nhỏ không thấy, nhưng mà khi mình phát hiện, khi mình siêu âm thì tùy người
nếu bạn các anh chị để ý tới theo một cái trình tự nhất định. Trình tự nhất định có nghĩa là các anh chị khảo sát nó có hệ thống từ thành bụng ra cho anh chị vào trong ổ bụng, các tạng gan hoặc các mạch máu của gan, rồi bị tắc thận hệ niệu, rồi có niệu quản bàng quang thì tuyến đường cũng hay phần phụ dần dần, rồi sau đó tới thành bụng thì là ngược lại. Thì có nghĩa là khi khảo sát hệ thống thì chúng ta có thể để ý tới nó, hoặc là mình hỏi người dân có những cái gì thấy khó chịu ở vùng bụng hay không, thì nhiều khi chúng ta sẽ phát hiện được những tình trạng ở trên một cái siêu âm ở trong khi siêu âm ở trong các tạng ở trong bụng, thì cái tổn thương của thành bụng cũng có thể thấy được. Thì cái cơ sở của thành bụng đó là giải phẫu học. Chúng ta phải biết giải phẫu học bình thường nó như thế nào, trên siêu âm giải phẫu siêu âm nó ra sao, thì tất cả những tổn thương của thành bụng nó đều thể hiện bằng sự bất thường của các cấu trúc giải phẫu bình thường của bụng. Có nghĩa là mất những cái giải phẫu cấu trúc bình thường của bụng thì mình sẽ xác định là có tổn thương. Tổn thương đó là gì? Đó là những tổn thương của thành bụng. Bản chất nó là gì? Thì trên siêu âm của mình. Bởi vì siêu âm là cái phương tiện mà có độ phân giải cao nhất trong tất cả các phương tiện để có hình ảnh. Cho nên là nếu chúng ta để ý đến, chúng ta để biết rõ bản chất về bệnh lý thì chúng ta có thể xác định được cái tổn thương đó, đó là gì ở thành bụng. Ở đây nó có một cái dấu hiệu gạch nét, nó là cái dấu hiệu lâm sàng. Nó cũng giúp cho mình một cái khái niệm đó là thuộc thành bụng hay là nó thuộc trong bụng. Ví dụ như những cái tổn thương của cơ hoặc là của cái lớp trên cơ, có nghĩa là mỡ hay là lớp bì hay là lớp da. Thì nếu các anh chị chọn nhân công bụng lên mà nếu nó xuất hiện, nó nổi lên thấy rõ hơn. Ví dụ như trong nhân trang nằm, các chị đỡ cái gái của nhân lên, đỡ đầu của nhân ở tư thế gồng cái thành bụng trước để nhóm dậy, thì có nghĩa là bật căng các khối cơ của thành bụng trước và bên. Thì trong trường hợp đó, nếu mà có khối u nó nằm của cơ hoặc là của lớp mỡ hay là lớp da thì nó sẽ nổi rõ lên, bởi nó nằm ở trên của cái lớp cơ mà. Thì lúc đó thì mình được nói được cái dấu hiệu gạch nét là dương tính. Dương tính có nghĩa là nó nổi rõ lên. Thì về mặt lâm sàng chúng ta cũng đã nghĩ nó là thuộc về thành bụng rồi. Vấn đề cái siêu âm của mình là xác định nó nằm ở cái lớp nào của thành bụng mà thôi. Còn ví dụ như nếu mà cho bệnh nhân gồng cái cơ thành bụng trước, cái dễ nhất là các anh chị lấy tay ở sau gáy bệnh nhân cho bệnh nhân hơi nhõm dậy. Trong quá trình nhõm dậy đó mà thấy khối u nó lặn, nó mất đi, có nghĩa là những cái gì nó phải nằm sau cái cơ. Bởi vì cơ bụng mà nó co thì những cái gì nằm phía sau nó thì nó sẽ lặn xuống. Đó là cái cơ sở của cái dấu hiệu cạn nét này, là một dấu hiệu lâm sàng. Nhưng mà chúng ta là bác sĩ làm siêu âm, có nghĩa là siêu âm nó chỉ được thêm một con mắt, thêm một công cụ của nhìn sờ và nói nghe, và thêm cái siêu âm để chúng ta làm cái tương tác giữa mình với bệnh nhân là hoàn toàn phải xảy ra. Thì hỏi và kiểm tra thì đó là những cái thêm một cái sao mình sẽ có nghe là cộng với siêu âm. Thì nếu chúng ta kết hợp được tất cả các yếu tố đó thì chúng ta sẽ có một cái chẩn đoán nó hoàn hảo hơn. Thì về mặt kỹ thuật thì chúng ta biết rồi, chọn đầu dò nó là đầu dò. Thì thông thường tại mục đích của mình khảo sát và khảo sát phần trong thành bụng là phần trong, thì chúng ta sẽ cần một cái đầu dò có độ phản âm, cần một cái đầu dò có độ phân giải mạnh, độ phân giải tốt. Và độ phân giải tốt thì bắt buộc cái tần số nó phải là tần số cao, và chúng ta sẽ không cần khảo sát những mặt sâu ở bên dưới. Đương nhiên trong cái siêu âm bụng nói chung
thì giống như trong những cái bài đầu tiên thì ta có đề cập tới đó là kết hợp giữa các dạng độ phân giải của đầu dò khác nhau hay là các đầu dò khác nhau. Đầu dò có thể là kết hợp cả hai đầu dò công và đầu dò phẳng, nhưng mà ở mỗi cái đầu dò bây giờ thì các anh chị thấy các đầu dò bây giờ là đầu dò độ phân giải của nó là đa tầng. Thì khi mà độ phân giải đa tầng đó thì thông thường tần số mình tăng lên nó càng cao trong cái độ phân giải của cái đầu dò đó thì mình sẽ thấy được tăng cái tần số lên thì mình sẽ thấy cái hình ảnh nó rõ nét hơn thêm, cộng với lại cái điều chỉnh của cái focus hoặc là một số phần mềm, ví dụ như quét đại tăng cường đường bờ hay là trong cái siêu âm hòa mô, thì đó là những kỹ thuật giúp cho mình thấy rõ hơn cái cấu trúc của tổn thương, giúp cho mình đặc trưng hóa được khoảng cách mô, từ đó mà mình có một cái chẩn đoán chính xác hơn. Thì trong trường hợp nếu mà trong chuyên khoa da liễu á, thì để siêu âm lên trong chuyên khoa da liễu thì chúng ta thấy thông thường chúng ta cần cái đầu dò tần số rất cao để mình phân biệt được những cái lớp thượng bì, lớp bì, trong lớp bì có các cái cấu trúc ở bên dưới, tùy theo cái bệnh lý nó xảy ra ở thượng bì hay xảy ra trong lớp bì hoặc là trong lớp mỡ, thì đó là một trong cái chuyên khoa sâu. Thành ra với những đầu dò thông thường của mình không có đạt được cái con số 25 hay là 40 MHz. Thông thường anh chị chỉ khoảng 12, 16 MHz là cùng. Cho nên là những cái tổn thương ở trong cái lớp thượng bì, trong lớp bì thì chúng ta thường là chúng ta không có khảo sát được. Cho nên là những cái khảo sát gì nó tương đối rất là lớn hơn. Ví dụ như những cái khối u hay khối máu tụ, những cái nhiễm trùng, những cái gì căng và giả nhất là các cái thoát vị bệnh, thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh giá với cái đầu dò thông dụng, đầu dò phẳng thông dụng của mô bệnh với cái tần số thông thường nó là từ khoảng 7-5 cho tới 12 MHz. Còn trong trường hợp thí dụ thì chúng ta không có đầu dò phẳng, thí dụ như không sẵn có nghĩa là hoặc là không mô từ đầu, hoặc là chúng ta không có nó bị hư, nó không có, thì giờ bệnh nhân vô với mình với những cái tổn thương ở thành bụng tương đối là rõ ràng, hoặc là có những triệu chứng gợi ý mà mình phải đi tìm, thì mình phải làm sao cải tiến bằng cách nào? Cải tiến thì bằng cách là mình sẽ sử dụng những cái tấm nền cấu âm, có nghĩa là cái môi trường sống âm nó lan truyền qua được tấm nền đó, nó có thể là một cái túi nước thường nhật, có thể là một cái túi chứa sen thường nhật mình tự tạo ra. Trước đây thì là hay bán sẵn những cái tấm nền sen, nhưng mà thông thường thì cũng không cần thiết tạo ra những cái tấm nền này, nó dễ để mình đưa lùi cái phần da và cái phần mô dưới da hay là cái phần thành bụng đó, nó về cái vùng hội tụ. Bởi vì cái vùng hội tụ các chỉ chỉnh trên máy siêu âm thì thông thường gần nhất nó cũng chỉ là bề mặt nông của các tạng, chứ không thể đưa về ở cái phần da hay là ở phần thành bụng được. Cho nên mình sẽ nâng cái khoảng cách nó lên, tăng cái đầu dò về cái độ phân giải cao nhất có thể. Ví dụ như bình thường các chỉ khảo sát 2.5, 2.7, 3.5 dần dần, nếu đầu dò nó đa tầng nó được tới 5, 6, 7.5 gì đó, cái gì tăng lên tối đa cộng thêm một cái tổng điểm, tổng điểm đó các chị hoàn toàn có thể tự tạo ra được, hoặc là bằng cái bao cao su các chị hay sử dụng thông thường trong siêu âm trong để tạo lại các đầu dò, hoặc là các chị sử dụng cái găng tay cũng được. Anh chị đổ nước là dễ nhất, chị đổ nước thì anh chị dễ đủ khí hơn, chứ còn nếu mà anh chị đổ cái gen siêu âm vô thì cái gen siêu âm anh chị thấy nó hay vẫn những cái bọt khí là khó đủ khí. Cho nên cái cách mà mình linh hoạt, linh động, cải tiến để mình làm được cho một cái bộ siêu âm nó tương đối hoàn chỉnh thì không phải
thông thường chúng ta sử dụng được những cái bao cao su hoặc là những cái kim gạch các anh chị đổ đầy được cho nó cái phần mà bọt khí khi nó đổ vô cho nó tan hết, nó nổi lên trên hết thì các anh chị làm thì với cái điểm đó thì cũng đủ để mà mình đưa lùi cái phần thành mụn về cái trường mụn cũ của cái đầu giò. Trong những trường hợp mà mình không sẵn có gì không mua hoặc là gì đó đầu giò thì nó hư, đương nhiên trong điều kiện tối ưu thì mình vẫn phải sử dụng ở những cái đầu giò bằng cái tần số cực rất thì mới được. Thì khi khảo sát thì thực sự ra nó không có những cái gì đặc biệt trừ trong những trường hợp vết thương hoặc ở những trường hợp da nó cũng có lợi lắm. Thì thông thường chúng ta có những cái băng, những cái băng đó nó bằng cái chất gelatin để nó đạt được cái một là vô trùng, hai là băng lên không cho cái đầu giò mình tiếp xúc với gen. Thông thường nó có những cái gen dùng trong phẫu thuật thì những cái gen đó nó được học vô trùng riêng, còn những cái gen thông thường các chị sử dụng nó không phải là những gen vô trùng, cho nên không nên tiếp xúc trực tiếp với vết thương. Hơn nữa là trong cái gen mà các anh chị sử dụng thông thường đó nó có cái gì trong đó, nó có cái gì trong đó mà không nên để nó tiếp xúc trực tiếp với vết thương đang chảy máu hoặc là cái mô. Anh chị có biết cái gen cái gì thông thường là gì xin ra ok nó ra rồi anh chị quen. Thì ngoài cái chất gelatin nó tạo nên cái gen, cái cell đó thì người ta pha nó bằng cái gì? Các chị có biết ta pha nó bằng cái gì? Hello. Thông thường thì người ta pha nó với cái cổ cồn khoảng 70 độ và đương nhiên cái cồn đó khi mà nó hòa tan với cái keo bột á thì nó không có còn đạt cái 70 độ nữa mà nó đã bị loãng hơn, bởi vì cồn để bên ngoài chắc chắn là nó bốc hơn nhưng mà ít nhiều nó còn cái nồng độ của alcohol trong đó. Thành ra cái gen thông thường mình khi mình cho tiếp xúc thẳng với lại cái vết thương, vết thương thì nó không có lớp bì thượng bì và lớp bì bao phủ thì nó dễ thấm ngấm những cái chất hòa tan trong nước, đó là cái alcohol được vô trong máu làm cho bệnh nhân ta xỉn luôn, nếu không thì cũng ngộ độc hoặc là cái cơ bắp như là đi ra. Cho nên là khi mà có những vết thương hoặc là vết mổ thì thông thường người ta sẽ sử dụng, còn nếu mà người ta sử dụng những cái tấm phủ bằng gelatin vô trùng ta băng lại cái vết thương đó. Nhưng mà thật sự ra khi khảo sát các vết thương hoặc là các cái vết mổ đó thì nó khó, bởi vì những cái mất da thì nó sẽ tạo nên những cái vùng mà khí nó len lỏi vô trong đó và khí cũng có biết rồi kẻ thù của xương bông, nó gây cho mình rất là khó khi mà làm, nó gây nhiều cảm giả thì cái tránh được cái cảm giả đó thì các anh chị phải làm. Muốn tránh được những ảnh giả do cái vết thương mất da mất lớp bảo vệ ở phía bên trên, dù cái gì có che phủ lên một lớp nhưng mà vẫn không khí vô. Tương tự thí dụ như cái gì nếu mà cái gì sau này ra mà có làm thì những vết thương đó có thể nó sâu hoặc là nó nồng tùy, nhưng mà khi nó đã mất da chắc chắn là sẽ gây một cái khuyết, và cái khuyết đó nếu mà chúng ta có tùy nó rộng hay nếu mà chúng ta có những chúng ta lấy cái nước muối sinh lý thông thường sau khi vệ sinh vết thương sạch sẽ các chị lấy nước muối thông thường các chị đổ lên cho đầy cái vết thương đó rồi các chị dùng cái tấm bằng gelatin, một cái tấm băng đặc biệt đó, cái tấm băng lên sẽ hạn chế bớt cái phần mà không khí nó chen vô đó, cái phần lớp, và cái lớp cái phủ
mất giá, chúng ta sẽ hạn chế được một phần. Còn nếu không, chúng ta sẽ đặt đầu trò ở bên cạnh để chúng ta sẽ đi chết qua. Chúng ta không biết hẳn gốc, chúng ta ở bên cạnh của vết chấn thương, ở cái mép chấn thương đó để chúng ta đi chết qua cái vết thương hoặc là vết mổ. Chúng ta sẽ khảo sát được cái một phần của cái vết thương, một bên của cái vết thương đó cũng như là cái tạng ở trong bụng. Thì đó là cái cách khắc phục mà chúng ta cần lưu ý. Thì trong da bình thường của mình nó gồm cái gì? Ví dụ như đây là trên cái sơ đồ siêu âm cắt ngang qua cái da bình thường. Và ở đây thông thường ví dụ hồi tụ á, khi các chị làm siêu âm nhưng hồi cũng tích khi nào nó nằm sát về mặt da hoặc là để tránh cái tác động cơ học. Và tác động cơ học nhất là khi mà các chị chưa làm quen đó, các chị hay mà cảm giác được các chị đè, xin lỗi, hay có cái thói quen là mình hay đè sát lên. Thông thường ta nhận dùng một cái tấm đệm nó bằng nước hoặc là bằng xeo, ở đây là cái khả năng gần như là nó không trống. Để mình có cái gì có đè đó, cũng đè lên trên cái lớp xeo này thôi, chứ không có đè trực tiếp lên da. Thì như vậy mình mới thấy được trong cái lớp da đó, nó có những cấu trúc riêng. Ví dụ như cái đường mặt, tầng âm dễ chính ở phía bên trên này, đó là cái thượng vị. Rồi kế đến cái lớp mà bạn âm dày, nhưng mà nó không có dày bằng cái lớp thượng vị ở phía bên trên, đó chính là cái lớp vị. Đó, tương đối rộng nhanh. Thì da thì nó sẽ gồm có vị và thượng vị, với cái độ mặt âm đặc hiệu riêng của nó như thế. Và dưới của cái lớp bì thì tên Hán Kiều hồi xưa đó, lúc tuổi học thì nó còn sử dụng cái từ là hạ chân bì, còn bây giờ gọi là lớp mô liên kết dưới da. Và cái lớp mô liên kết dưới da này thành phần chủ yếu của nó là gì đó, là gì? Mỡ cũng được, và trong mỡ đó nó có những cái gì khác, đương nhiên mạch máu. Dù các chị thấy ở trước tay mình trên da, rồi ngay phía dưới da các cái tức mạch nó nổi rõ luôn. Rồi lớp mỡ, bệnh nhân nào mà chị mỡ quá thì nó mình không thấy được, lấy ben nó không được, hay là nhìn thấy không thấy ben. Cái từ thông thường kể cả điều dưỡng học cũng nói chuyện đó. Đó thì cái lớp mỡ này nó chứa những mạch máu, chủ yếu của nó là mô mỡ và các cái mạch ngang, các cái vách sơ của mỡ, thậm chí có những cái vách nông, những cái vách mà nó tạo thành một cái màng để nó gọi là những cái cân ở trong mỡ. Nhưng mà những cân mỏng nó khác với lại các cái cân của cơ thì nó dày hơn. Ngoài ra nó còn có các cái cấu trúc của các cái tĩnh mạch, mạch máu hoặc là các thần kinh dần dần nằm ở trong thần kinh cảm giác, nó nằm trong lớp mỡ. Thì lớp mỡ thì các chị thấy cả năm của lớp mỡ kém hơn. Nên là đây mạch máu cạnh trọng, một mạch máu cạnh ngang nằm trong lớp sát lớp mỡ dưới da. Thì trong cái lớp mỡ này nó cũng có nhiều chuyện ở trong này. Nó có cái gì cho nó là gì? Nhiều chuyện là gì? Và tại sao nó phải để ý? Các bệnh lý của trong lớp mỡ là có gì? Hay là cái lớp mô liên kết dưới da nó có những cái gì xung quanh? Hay nó có thành phần nào mà nó có bệnh của thành phần đó? Mô liên kết nói chung thì nó có mô sơ, nó có mỡ, nó có mạch máu, có thần kinh, và đặc biệt ở da nó còn có cái gì? Các tuyến, tuyến bã, các nang lông, tuyến bã,
như vậy ở trên thành bụng, thành bụng trước, thành bụng sau là vùng da có lông, cho nên nó sẽ mang những cái đặc tính riêng của cái vùng da có lông. Ví dụ ở mặt, cái lông mặt nó khác, tắc của xương bả ở mặt thì gọi nó là kinh ca, nhưng mà tắc các cái xương bả ở vùng ngoài mặt thì gọi nó là nó cùng bản chất nhưng khác nhau ở vị trí, nó tên gọi nó khác nhau, đương nhiên nó liên quan đến vấn đề sinh lý đầu tiên. Đó là do quy định của gen. Nhưng mà ở vùng da ngoài cái mặt mình không gọi là mụn, nhưng gọi đó là năm thứ sáu có học ngoại, có học phẫu thuật thực hành. Trong cái bài tiểu phẫu của phẫu thuật thực hành có cái cách điều trị của một cái loại bệnh lý của chúng ta, đó là cái tên gì trời, tôi nghĩ là ở đây không dưới nửa lớp các gì đều bị. Cái này là mình có để ý hay không? Và đặc biệt có phụ nữ cần phải biết. Phụ nữ có hai đặc điểm trong bệnh lý này. Đứng về mặt lâm sàng. Và các đa số các chị ở đây là chúng ta cũng khá khá đông các chị làm lâm sàng. Chúng ta phải biết cái gì? Ủa bệnh lý chuyên mà nó có cái gì? Tuy nhiên lâm sàng cũng có được rồi, nhưng mà trong một số trường hợp thì cần phải dùng hình ảnh học. Và hình ảnh học ở đây là sư môn phụ đạo số 1. Lý do của phần giải nó rất cao, thấy được những cái mà CT hoặc là cộng từ không thể. Đó là cái nang bắt đầu, his sebastian.